Đây, giới thiệu anh em cái cản trước con Toyota Corona đời 93. Nó khá là dài nên là mình không 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 quay được toàn bộ cảnh của nó, mặt trước của nó nhé. Gầm của nó đây, phía đằng sau là mình đặt lên nữa nha. Đây là phía đằng sau của nó. Tai bắt. Anh em mà cần gì thì cứ Zalo cho mình nhé, 097 995 1815 nhé. Website mình là ô tô Đức Bình.com. Xin chào anh em nhé.